Một. Đội hình của cà phê 368, những cái tên rất nổi tiếng, rất quen thuộc. Tiếng rất quen thuộc như Cú Bắc, Cháo đến từ Thanh Thành. Thanh Thành, Quang Hảo đến từ Triệu Sơn, Thân Gâu đến từ Thanh Thành và Tuyên Quan đến từ Cẩm Thủy. Chào Tuấn Thầy Công. Anh ơi, bà rung gần lại tí kìa. Bên kia các đội Nam Anh Sport với những cái tên khá là nổi tiếng, cũng khá là quen thuộc của tất cả quý vị. Anh khóa đi em thử nhận một thứ. Thân Điêu Đại Bịp, Mỏ Hồng kết cùng buổi chiều ngày hôm nay. Ai mang nguyên khởi động. Mày đấy ra mà bung mà có mấy cái chân rồi. Ui trời ơi, chén. Ui trời ơi, chén. Có mấy cái chân rồi. Ui trời ơi, chén chuột. 131. Chào 130 người đang xem. Xem. Chia sẻ nào Tâm ơi. Có vợ. Đẹp trai phong độ. Mới tội không có tiền. Ui giời ơi. Cú Bắc. Ui giời ơi. Cú Bắc. Ui giời ơi. Cú Bắc cũng không kém gì. Chào 165 người đang xem. Mọi người cùng chia sẻ nào. Chia sẻ mạnh vào. Thái Nguyên phát bóng. Thân Gâu. Ai à? Thân Gâu. Ai à? Tuyệt vời. Anh vẫn như xưa. Anh em về nhậu nào. Anh có. Ai à? Một đồng quan điểm của Quang Hào. Đặc sản. Không có đặc sản, anh có hải sản. 2-0 rồi. 2-0 cho 308 rồi. Bóng một tốt. Mong. Chưa được. Quang Hào làm gì không? Không qua được tay chân của Tiến Duật rồi. Tỷ số là 1-2 rồi. Chào Minh Sơn ạ. Chào anh Minh Sơn. Chào Tài Cao. Có nhà em ơi, có nhà không lên đây đi. Đấy, Mã Nguyên phát bóng. Cú Bắc. Ôi, không qua lưới rồi. Hai đều rồi. Ra cột cái donate ram trick. Anh chưa rất mạnh nhưng không qua lưới. 3-2 rồi cho cả đội 308. Quang Hào phát bóng. Lòng tay. Bóng. Thủ tốt. Không được rồi. Mong làm gì không? Lòng tay rồi. Pha đánh lòng tay của Mong. 3 đều rồi. 3 đều. Chào 190 người đang xem. Liệu có lên được 1.000 người không rồi mọi người? Khởi lại không qua lưới. Tài Mạng Nguyên phát bóng không qua lưới. Chào Nguyễn Văn Thị. Chào tất cả mọi người đang xem. Mọi người cùng chia sẻ nào. 1-1. Tiến Duật. Có điểm rồi cho Nam Anh Sport. Là bác cái vị lớp hai nguyên tiền này vừa 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 cái đấy cho cái nhỏ này cho cái hơi to bao qua qua cái đấy ngoài sân rồi. Hà Trắng muốn ăn đó lòng. Chào 200 người đang xem. Lời nhớ lòng mà chia sẻ. Mọi người cùng chia sẻ nào. Chia sẻ anh ngoài bóng anh chia sẻ. Tháo tỉnh rồi. Vua về nhì mạnh khoái. Không biết được đâu. Chưa biết đâu Tiến Đạt ơi. Chia sẻ đi Tiến Đạt ơi. Cho lên 1.000 người nó sẽ họ xem với nào.
Bắn gấu. Có điểm rồi. 6 năm. Đang nghiêng về 368, 6 năm rồi. Cái sông mướng mà. Ôm hệt tí ruột ơi. Có Hào phát bóng không có lưới. Khi 209 người đang xem. Thầy Dân hát tính ấy mày. Chia sẻ với anh là mày, mày bao bó lượt chia sẻ là. Ê, bác bật đúng là thành cáo, bác đỏ, thành quen khó rồi. Đấy, thay mặt khó rồi. 1-1 không tốt. Của Sơn Công. Thay mặt khó à? 7-6 rồi. Thế chẳng làm gì à? Ồ, mày à. Mày kiểu chia sẻ đấy làm rồi. Anh Nguyên phát bóng. 1-1 tốt. Cú bác. Hay quá. Bảy đều rồi. 200. Cú bác, cú mơ này đồn hết cho anh rồi. Đang kiếm đâu rồi chỉ nữa. Quảng Hà phát bóng. Quá nhanh, quá nguy hiểm của Tiến Duật. 8-7 rồi. Ờ, chào chú ai thì. Chào chú đó. Đấy. Quá kinh nghiệm của Quang Hào. 98 rồi, nghiêng về 308 rồi. Ngoài sân. Mười tám rồi. Thân gâu đã bị Thái Nguyên khai thác. Bước một tốt. Cú bác. Cú hai. Một pha chém bóng quá hay của cú bác. Chín mười rồi. Có điều được không? Không qua lưới rồi. Bóng mà. Tỷ số bây giờ là 11-9 nhưng về Nam Anh Sport. Mọi người cùng chia sẻ nào. Chào 208 người đang xem. Cả sáng nữa. Ngoài sân. Mười 11 rồi. Liệu cà phê 308 có san bằng được tỷ số không? Đúng một tốt. Mở hông. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Chẳng kịp đu. Chào 220 người đang xem. Bước một tốt. Thắng đâu. Đứng trọng tài xác định không qua lưới. Ok luôn. 13-10 rồi. Chào 215 người đang xem. Bước một tốt. Thắng đâu. Quá hay. Bật tay chắn ra ngoài. 11-13 rồi. Đến 500 view không? 120 đấy. Hai pha phát bóng hồng liên tiếp của Quang Hào. Bây giờ là 14-11 rồi. Tối liên hoàn luôn cái đỉnh ở dưới Ngọc Lặc. Ngoài sân. Liên hoàn luôn trong đấy đúng không? 12-14 rồi. Một pha phá chắn của Mỏ Hồng. Mỏ Hồng.
Bước một tốt. Thật yêu. Thật khôn nhờ. Rất tình quái của thân gâu. Mười ba mười lăm rồi. Bước một tốt. Không được rồi. Mở. Mười sáu mười ba rồi. Bước một tốt. Chào Trương Hoàng. Trương Hoàng chia sẻ đi. 14, 16 rồi. À có tách nữa nó mới bụng bụng vậy. Chào 230 người đang xem. Bước một tốt. Thân gâu. Không thể tin được. Quả đấy thân gâu lại đánh bóng ra ngoài. 19. Bây giờ cách biệt là 4 điểm rồi. 18-14 rồi. Không qua lưới. Quá mạnh. Bóng làm gì không? Hai mươi mười sáu rồi. 21 đấy à? Hiệp đấu đầu tiên, Nam Anh Sport chiến thắng với tỷ số 21-16. Chào Phạm Tùng. Đây là ông Quách Công Tuyên. Quách Công Tuyên không nóng rồi. Chắn như không chắn. Ôi dạ. Đồng thế. Bắt người phạt. Anh chia sẻ anh như thế chứ. Không ai bình luận à? Để em bình luận đâu. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đã quay trở lại với kênh của Trương Tuấn Thành. Chào Su Hoàng Đế nhá, ông trọng tài gì đấy. Gọi chị như kiểu nói chuyện với gái ấy. Nhé. Mạnh mẽ lên chứ. Đúng luôn Ngọc Trung à. Em chào anh Nam nhá. Anh Nam chia sẻ cho em lên trang cộng đồng bóng chuyền đi. Pha đập bóng tốt của cô Bắc điểm 2 đều. Lấy tóc của màu hồng rồi, cô Bắc lấy tóc của màu hồng rồi.
Một pha đưa bóng bằng chân của Quang Hào. Pha chóng linh tinh này chưa kịp chạy. Thái Nguyên phát bóng. Bước 1. Một pha cổ tay không tốt của Cú Bắc. Điểm 4-2 rồi. Phạt bóng ra ngoài của Thái Nguyên nhá. Chuyền lửa mạnh vào chứ. Chuyền lửa mùa này không chuyền được anh ạ. Pha đập bóng ngoài của Tiến Duật. Đây à. Phải chắn bóng lưới à. Thành Cháo đi giày vào. Em giày em sợ bẩn lắm. Chào Thành à. Chào Bùi Quốc Thắng nhá. Mỏ Hồng không đi làm à. Mỏ Hồng đi làm shipper cho vợ. Này trốn đi sang Thanh Hóa đánh bóng. Và đập bóng tốt của Cú Bắc. Thành. Cháu không cậu ơi, cháu để thân chó đánh. Nắm đều rồi. Bạn vui tình nhỉ. Tiến Duật. Cái lại lần này 6 năm rồi. Điểm 6 năm. Điểm 6 năm rồi anh em nhá. Quang Hào phát bóng. Bước 1 tốt. À đây. Một pha cắt tầm 3m 75 của Màu Hồng. Điểm 6 đều. Pha thần gâu. Pha cái cực kỳ đẳng cấp của thần chó. Có mùi ghen thân. Ba ghế đè. Tiến Duật ra sân. Tiến Duật ra sân thay cho Huy Hoàng anh em nha. Lói ngoan chó. Điểm 7 đều. Hà Nội đang rất ngang cơ. Ở ngoài sân điểm cho Cà Phê 368 87. Chung thế nào mà từng thế để có ai mang. Chà với chỉ đau bò. Phạt bóng ra ngoài. 8 điểm. 8 đều. Bác yêu của mô. Cái nó bảo không chỉ nhắm đâu. Không khó phải, cứ đi vào kiểu này. Cứ phá nó vớt đầu một là ngoan nó rồi. Ôi, bỏ chú đây. Bỏ chú đây. Điểm 18. Chơn quá, ôi chơn lắm. Đang đánh ở đâu? Đang đánh ở Ngọc Lặc nhá, bạn
Lan bằng nhá. Đây vẫn vung à. Ui giờ lạnh thế. Nắng mà anh. Áo mình ở đâu không biết. Pha cắt bóng trên cần của màu hồng, cắt trên cần của bác. Đẹp. Mấy người gọi em này. Hả? Nhiều người gọi đâu mà. Chỉ có em gọi em mà. Phải mét đấy. Phải mét á. Tao sợ lỗi ai thế này. Nhà rồi mẹ ơi. Điểm mà cho 368 bao nhiêu nhỉ? 12 đều. Xin chào 2500 khán giả đang xem. Chào Liên cơ trưởng nha. 13-12 anh ơi. Cắt thì luôn rồi. Cắt cao. Cắt cao quá. Chắn thò nhảy thò mặt lên ấy. Ai đây ai đây? Văn Thân. Cắn nó phải cắn đủ hạt bây giờ. Và bỏ bóng tốt của màu hồng điểm 15-12. Cà phê 368 đang hội ý. Đây là những gương mặt thất thần. Những gương mặt thất thần của anh em. Thành cháu nó vào sân. Ngoài sân rồi. Ông ngầu ní tì ông ngầu à. Chẳng thêm người ông ngầu mày. Điều tì. Một phá chắn của Thành Cháo. 15-16 rồi. Thành Cháo chỉ ăn cháo thôi, không ăn cơm. Cố gắng lên đi nhau đi. Thầy cô tôi. Thành Cháo hay đấy. Không chạm được vào ấy. Không chạm vào tay. Chào vị thủ thủ. Bỏ ông đánh quá kinh điển quý vị ạ. Mấy đệ theo nghĩ á. Chồ mấy chồ mà kêu ăn. Mấy đệ theo thấy con một lớp có một đó đấy. Nó đã chỉ nóng đầy như rồi ta.
Như vậy có hàng con ngu lên lên hàng trình, à lên hàng khó. Trời ơi. Các bạn hỏi mình chẳng có động lực rồi. Và tôi chứa tôi thay Nguyên. Quá kỳ hết Nguyên rồi. Đấy chịu đấy tương ạ. Đấy chịu không biết. Đấy rồi. Tỉnh lạnh. Tỉnh lạnh cháy không ạ. Chẳng chưa lấy cái đầu. Không biết được. Get out of. Get out of. Mười tám mười chín rồi. Đi. 18-19. Đánh 3-25 chắc nhỉ? Thì xin chào nó đi đến mạnh làm giờ. Tao một cái. Anh đi bác. Anh luôn. Ôi. Đi bỏ. Kia. Đánh đi. Đánh đi. Có 3 trẻ đấy à? Chào gần 300 người đang xem. Có thể chúng ta xin mời các học viên và tài năng của ban tổ chức chúng ta về đây có biết bài học. Một cái tin đây, một tặng tất cả một thánh nhé. Chúng ta sẽ Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả anh em nhá.